Toàn xui vào chỗ chết. Lên tay thì có lên được chân giữa. Điện cho anh Mãi, anh như anh Mãi vừa lấy anh đi ạ. Rồi lên chân giữa đi, bắt chốt đi. Bảo anh ra anh bắt chốt đi rồi. Bảo Chí nào anh cẩn thận anh nhắc thôi. Bắt chốt đi. Đâu mà làm, bảo vợ là tiếp điện vào nó. Bắt chốt hay là thôi. Rồi đây, bảo vệ con chốt. Không sẵn thông. Không đi đâu. Thôi đi. Có nhiều xe vào không? Ai để phí? Có nhiều xe vào không? Sao đến đấy thì... Vừa có xin giày không? Giữ đi thôi. Sao đến đấy thì là giữ được. Ăn điều ăn... À! Khuôn này. Ở đấy. Thế nhưng mà sao lại cũng khôn thế nhỉ? Xui để thả thế nhỉ? Nhiều lắm. Đúng rồi thật. Đốt đến đấy này. Khổn thế nhỉ. Đổi hết. Bụp. Đúng rồi tin ra khổn thế nhỉ. Anh ấy chào lời Mai có hàng hôm nay Mai có. Chỗ này khó khăn thế anh nhỉ. Ở kia nghe anh bảo có mấy bao nào cho mấy bao. Dạ vâng. À ok ok anh ạ. Thế thì mát nữa thú mất. Rồi nhỉ. Ồ hay nhỉ. Con chốt thêm một gớm này. Hay là hoàn thành nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ của con chốt đây là cũng nói chung là cũng hoàn thành như thế. Khổn nghe. Bật xe của nhau đấy. Nhọn đây chiếu hết cờ này. Này bật xe của nhau đấy. Thôi đi. Quân tốt hoàn thành nhiệm vụ rồi. Quân tốt hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đào vào quân sĩ là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vâng vâng. Miền Nam đang thắng mơ ngày hội. Được bác vào thắm thấy bác cười. Trái bưởi kia vàng ngọt với ai. Ấm cho ai nữa nhờ. Ôi trời, bác này thắng rồi đấy. Sáng anh nhận. Sáng anh nhận. Sáng đi làm mất tốn. Sáng đi buổi sầu nghỉ có tóc. Chiều lắm. Cứ sương chiều. Chiều họ sang đây là không chưa nè. Đấy. Đấy thì mai thua.
khử mã đi cho người thân. Khử mã là cấm đi. Cấm đi chứ. Khử mã đánh bắt khác. Lệch cứ như thôi, vào xe xuống. Nhìn ra. Đoạn cục. Yeah, cục đi. Đeo cục đi. À, họ vào đây họ cản này nè, bắt kình nướng đánh không về. Phải. Đây xuất tướng đeo cục. Đeo cục đi. Bắt cục mình vào xe, xong mình đấm phá rồi đi. Cắn đi. Giờ nó lại tức lên nó lộn sĩ thì bực lên nó lại lộn vừa nữa đi. Mà nó ăn xe vào đây là mình thua này. Kỳ dân chị. Thế thì hãy để phá rồi thì bình tĩnh rồi đấy, sao lại cứ đợi chóng? Thôi không cứ vào trước đi, sợ đi. Không vào là mất không. Không quá. Họ mất rồi. Vào là ra. Vào. Rồi khác đánh khác. Rồi sang đây mình thua. Chạy ra đây nước lại ra ăn giờ ra thì mê chơi chiếu kéo phá xuống nhảy rồi đâu giờ ra thì mê chơi đúng không nhiều có lại bị phơi ngực xa xôi em ơi anh cứ cố đánh em ơi em thua rồi đấy. Không biết là văn này thì em có thua không? Mà đóng xe ở đây thì... Đóng bị bắt người ta đánh. Biết rồi chứ. Thua. Bực lên họ ăn mã thì ra là... quá chiều không có phải đầu không thắng được chiều này không có phải đầu thắng thằng được chiều này cái kiểu này nhá cái kiểu này mà pháo đóng đầu nữa thì đe dọa bên kia thủ chóc thì đâm à phải đại đấy. Để chị mất pháo đó. Bắt vào là vật bước vào. Cứ khóa quần nhau thôi. Khóa quần nhau đấy. Nhưng mà nếu có khóa quần không? Không khóa. Cứ trần thường lên tối ngủ. Nhưng mà chim nó bay mất thì làm được. À, chim bay mất vui. Bật điều hòa mát lạnh, gấp chăn, bình khí nữa mà. Cho chim bay hả? Ừ. Ô, bắt được xe rồi. Bắt được xe rồi. Bắt ô tô đi thôi. Bắt được xe rồi. Về xe này rất nhiều im nhé. Bắt mã đi. Bắt mã đi đến đi. Được xe không phải chuyện đơn
mẹ ăn nên mã ngọt thì ú như đùa. Nên mã cũng chưa làm gì được. Còn phải đánh. Nhọn lồn à, ra đấy. Hai bên đùa. Hai bên đùa chắc. Còn viên nào quạ? Thế thôi gì? Không thì việc có quạ chứ. Yes. Lên. Phá vào đầu đi là hết chuyện rồi. Phá được. Quá. Ăn trốt lên để ăn gì? Chỉ có ăn trốt lên để... Dạ, để làm gì? Thế này không ăn trốt thì nước nào ăn trốt? Phải lo à? Thôi, dưới hoạt này nữa. Thôi, phải ăn đi. À, là như ăn khác. Cái gì đâu, đơn giản. Phải ăn thôi. Bay được vào đấy. Mày được, ăn đi. Nước này chần chừ thì lâu nữa đâu, ăn trước đi. Ừ, ăn thế thôi thì... Ăn thế phá... Đấy. Tự phá phá gánh của mình. Đâm ra nè. Nhưng xe mình dính sao mình thoát được hình đá nhanh nhanh. Mùa hít xe chạy xuống đây. Chưa, 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 thoải mái. Mùa hít xe chạy. Chưa, 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 thoải mái đi. Bên đây cũng phải lệch đi thôi con đi. Lệch trướng thì thôi đi đâu. Lệch sĩ chưa? Nhân sĩ nè. Lệch trướng. Con đi họ cắm ngay. Con lệch họ cắm ngay. Lệch chiếu vào được. Được. Mất xe thôi. Chạy rồi, mất xe thôi. Chiếu đi về vào pháo. Mất 4 xe rồi. Được chưa? Rất tướng. Giờ con xuất tướng đi. Bao giờ xuất... Xuất tướng thì bao giờ xuất được. Xe chiếu đi. Không được nước nào nữa đâu. Pháo cánh nó có đỡ của pháo cánh khi bị... xe ở đầu cũng xuất xe đem chọc nó nguy hiểm. Một pháo rồi, một pháo đỏ rồi. Bán ô tô đi đã nợ. Giỏi hơn quân thì. Ừ. Cũng còn có trăm bộ hồ đấy.
đây cái tép nó đầu nó kinh lắm, nó đầu thông trước cho trong xe đừng chọc nó kinh, tiền xe hộ pháo nó khiếp, nó gánh mà chống yếu nó không chống nổi. Đầu nó kinh mà nó khủng khiếp luôn. Thế mà khi nó đã vào nước công rồi, khủng khiếp. Nhưng cấm được. Mất thêm tượng rồi, mất voi, mất tĩ rồi. Trông thế rồi. Mất đi cả đấy đỉnh búa. Bắt voi, bắt tĩ đi. Ăn làm sao được. Lại cũng lại. Ồ, mất voi, mất tĩ. Búa, voi xí, búa. Búa rồi, búa rồi. Ăn nó tĩ đời. Ăn hết tĩ bỏ hoa. Rồi mất tĩ đời. Ăn nốt cho nó quậy. Nốt con này về quậy đâu đi Bình. Vâng. Bình đang hy vọng thắng nhưng mà lại bị thua. Sao lại thua? Đang cứ đuổi thắng nhưng mà có thể... Đuổi. Đuổi nhưng không đuổi được. Cứ đánh thì nó thắng thì nó thắng. Ông cũng đuổi thắng đấy. Cái văn vừa rồi. Mày quyết rồi. Vâng, văn vừa rồi đuổi thắng nhưng mà không. Nhưng mà không được. Đúng không? Này, alo, alo. Hai bên vẫn có cơ hội thắng. Hai bên vẫn còn đang dính dập. Anh vừa sang anh cò. Nào. Ừ, nó nhô lên như đi. Ra khó rồi. Có mấy việc rồi. Ngoan nhỉ. Dám ăn. Anh Hưng đằng nào chả phải thua. Em vào đây. Này, đằng nào chả phải thua nhỉ. Cái xẻ chân cho anh Hưng, thành hàng. Không thua nữa hết thì nó...